Chào các bạn, hôm nay Mỹ phẩm Nga Fair Food xin giới thiệu với các bạn về cái dòng mỹ phẩm của bà già Agafi ấy. Thì nó rất là quen thuộc với lại người Việt mình ấy, từ rất là lâu rồi ấy. Thì cái dòng sản phẩm này ấy, đặc trưng của nó, nổi tiếng của nó ấy, là các dòng sản phẩm mà dành cho phòng tắm. Các cái sản phẩm đó đều có một cái sự kết hợp tuyệt vời giữa các dòng giữa các cái bí quyết cổ truyền trong dân gian của vùng Siberia của Nga ấy, với lại công nghệ tiên tiến nhất trong cái lĩnh vực chăm sóc tóc và cơ thể đấy. Tất cả cái sản phẩm này ấy, không chỉ có cái tác dụng mà làm sạch da thông thường, mà nó còn đem lại cái tác dụng trị liệu rất là tốt cho sức khỏe. Hương thơm tự nhiên ấy, nhẹ nhàng tinh tế của rất là nhiều loại thảo dược mà từ vùng thiên nhiên sinh thái bậc nhất của Nga như là Siberia ấy, thì là sẽ đem đến cho bạn những cái khoảnh khắc là hạnh phúc và thư giãn nhất mỗi khi bước vào phòng tắm này. Và quan trọng hơn này, tất cả để phục vụ cái mục đích là bạn bước vào phòng tắm không chỉ là đó là một nơi thú vị, mà còn là một nơi thực sự bổ ích. Với các cái hỗn hợp thu được từ cái thảo mộc vùng Siberia thì không chỉ mang đến cho phòng tắm của bạn tràn đầy hương vị quyến rũ của rừng taiga, mà nó còn giúp bạn làm tăng cường cái hệ miễn dịch, tiêu trừ chứng cảm lạnh và nhiều bệnh tật khác nữa. Thì là từ lâu thì người Việt mình cũng đã biết đến cái sản phẩm là rất là tốt như là cái mặt nạ sữa non của bà già Agafi này. Nó thành phần của nó thì là 100% tự nhiên này, và không có chứa paraben hay là SLS này. Và cái sản phẩm này thì nó là khá phù hợp với lại mọi loại da này. Nó có tác dụng là chống lão hóa rất là mạnh. Hoặc là cái dòng mặt nạ cho da dầu ấy, mặt nạ đất sét cho da dầu cũng là 100% thành phần thiên nhiên này, phù hợp với lại da dầu. Ngoài ra thì cũng có những cái sản phẩm mọi người cũng biết đến như là cái mặt cái sữa rửa mặt chiết xuất từ dưa leo này, trắng da nhẹ, nó là dạng gel và rửa rất là sạch cho da đấy, cho da thường và da hỗn hợp này. Hoặc là da dầu thì là mọi người thường biết đến cái dòng sữa rửa mặt hoa cúc. Và tẩy da chết cho da mặt thì có dòng yến mạch hoặc là dòng dưa leo kết hợp với mật ong. Ngoài ra kem của nó thì là có những cái kem mà chia theo độ tuổi dưới 3 năm, trên 3 năm và 50 ấy, thì tất cả các dòng kem của nó thì đều là chiết xuất từ 98% thành phần thiên nhiên, và nó được cái chứng nhận là ICE tiêu chuẩn châu Âu, của tiêu chuẩn về mỹ phẩm thiên nhiên của châu Âu đấy. Thế thì hôm nay ấy, mỹ phẩm Nga Fair Food xin giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm mà nó được đánh giá là bán chạy nhất tại Nga ấy, trong cái dòng mỹ phẩm thiên nhiên Agafi này. Thì đó là cái dòng mà sữa tắm hạt nghiền 100% tự nhiên. Nó có rất là nhiều hương vị khác nhau, ví dụ như là hương vị từ chiết xuất từ yến mạch và mật ong này, hay là kiều mạch và sữa này, hay là chiết xuất quả lý gai và kiều ong, hay là quả thông và cái quả Nam Việt Quất của Nga này. Thế thì cái tác dụng của cái sữa tắm này là vì sao mà nó bán chạy? Cái sữa tắm này thì là nó có hiệu quả cho cả mùa đông và mùa hè, và nhất là cái mùa hè oi bức này, bởi vì cái kết cấu của nó là những cái hạt nghiền nhỏ. Nó có những cái hạt nghiền nhỏ thì nó có cái tác dụng đó là vừa làm sạch da sâu và tẩy da chết này, vừa có là những cái hạt nghiền nhỏ này nó vừa có tác dụng mà làm sạch da. Các bạn có thể thấy đây, các hạt vừa và có cả sữa nữa. Khi bạn tắm ấy thì là nó vừa có tác dụng mà làm sạch cái lớp da chết này, và ngoài ra là nhất là vào trong cái mùa hè oi bức và nóng ấy, thì là mồ hôi tích tụ nhiều ở các cái lỗ chân lông ấy, cái dòng sản phẩm này ấy, nó giúp làm da sạch sâu hơn, thông thoáng lỗ chân lông và không gây nhờn da sau khi tắm, và đặc biệt là khô da cũng không thấy. Ngoài ra thì cái dòng này ấy, nó còn có tác dụng nữa là có những cái hạt nhỏ này, hạt nghiền nhỏ này thì nó cũng có tác dụng là massage nhẹ này, chống rạn da này, chống tích tụ mỡ thừa và ngăn chặn cái tình trạng là sần vỏ cam trên da đấy. Sau khi tắm thì là tất nhiên là da được dưỡng ẩm rồi, không dính, không nhờn rồi, nhưng mà ngoài ra nó còn có tác dụng đó là làm sạch mụn ẩn, nhất là các mụn ở đầu đen hoặc là mụn ẩn ở lưng ấy, mụn mủ ẩn ở lưng mà rất là nhiều người mắc phải. Thì cái dòng sản phẩm này là tuyệt vời cho những cái vấn đề trên da như thế này. Và cái sản phẩm này thì nó có thể sử dụng hàng ngày,
chứ không phải là sử dụng hàng ngày, mùa đông hay mùa hè đều có thể sử dụng được. Các cái sản phẩm này thì đều có tại cái mỹ phẩm Nga Fairfood bên mình đấy, 100% hoàn toàn là tự nhiên, thì các bạn cũng có thể qua để tham khảo. Xin chào.